và sau đây là những phần tin hoa kỳ thưa quý vị rộ tin rằng tổng thống biden sắp cài tổ tối cao pháp viện điều này khiến cho donald trump lên tiếng phản bác tổng thống biden được cho là có kế hoạch phê chuẩn giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán của tối cao pháp viện và một bộ quy tắc đạo đức mới theo washington post dẫn lời hai giới chức cho biết ông biden đang cân nhắc về việc sửa đổi hiến pháp nhằm loại bỏ quyền miễn trừ toàn diện đối với các tổng thống và giới chức Động thái trên được xem như là một phản ứng với việc tòa án tối cao ra phán quyết miễn trừ truy tố hình sự cho Donald Trump. Việc Tổng thống Biden thúc đẩy giới hạn nhiệm kỳ sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể ở trong lập trường của ông về tương lai của tòa án này. Hành động này cũng sẽ khiến cho ông trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên ủng hộ cho những thay đổi lớn về cách thức hoạt động của tối cao pháp viện. Trước đó, Tổng thống Biden cũng từng cảnh báo rằng những phán quyết của tối cao pháp viện đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm khi trao một số quyền miễn trừ trên mà ông Trump có thể sẽ lợi dụng nếu như ông ta đắc cử vào tháng 11 tới đây. Trước thông tin này, ông Trump đã lập tức chỉ trích ý tưởng cải cách tối cao pháp viện của Tổng thống Biden, chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Truth Social. Ông Trump lên án những người dân chủ cánh tả cấp tiến đang chuẩn bị một cuộc tấn công bất hợp pháp và vi hiến vào tòa án tối cao thiêng liêng. Sở mực vụ Hoa Kỳ gia tăng bảo vệ cho cựu Tổng thống Donald Trump sau khi nhận được tin tình báo là Iran đang cố ám sát ông Trump tin tình báo này khiến cho người ta thêm thắc mắc về những lỗ hổng an ninh tại buổi vận động tranh cử của ông trump ở quận hạt butler tiểu bang pennsylvania đã giúp cho nghi phạm crooks leo lên được mái nhà gần đó và bắn một số phát đạn khiến cho ông trump bị thương hiện nay chưa rõ bang tranh cử của cựu tổng thống trump được thông báo về tin này cũng như âm mưu của iran hay không trong thời gian qua, các giới chức của Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã liên tục cảnh báo ban tranh cử của ông Trump là không được tổ chức các cuộc vận động tranh cử ngoài trời vì có nhiều rủi ro hơn so với tổ chức ở những nơi mà Sở Mật vụ Hoa Kỳ có thể kiểm soát tốt hơn. Iran thường xuyên tuyên bố trả thù kể từ khi quân đội Hoa Kỳ tấn công và tiêu diệt tướng Qasem Soleimani là tư lệnh của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hồi tháng 1 năm 2020. Đến tháng 8 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố truy tố một thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran với cáo buộc là đã âm mưu lên kế hoạch ám sát ông John Bolton, từng làm cố vấn an ninh quốc gia thời cựu tổng thống Donald Trump. Âm mưu ám sát ông Bolton có lẽ là để trả thù vụ sát hại ông Soleimani. Nikki Haley và Ron DeSantis đã từng không đội trời chung. Này xuất hiện ở tại hội Đảng Cộng hòa và tán dương Donald Trump. Các đối thủ đã từng đối đầu một mất một còn với Donald Trump trong cuộc đua để giành sự đề cử ứng viên tổng thống cho Đảng Cộng hòa. Nikki Haley và Ron DeSantis nay thì lại hết lòng ủng hộ cho Donald Trump ở tại Đại hội Quốc gia của Đảng Cộng hòa. Điều này cho thấy nội bộ đảng đang rất đoàn kết sau khi Donald Trump bị ám sát hụt Bà Haley từng nói rằng ông Trump không thể đắc cử và không đủ năng lực để bảo đảm chức vụ. Nhưng nay lại kêu gọi những người ủng hộ bà hãy bỏ phiếu cho Donald Trump thay vì cho Tổng thống Joe Biden vì lợi ích của nước Mỹ. Trong khi đó, để DeSantis là thống đốc Florida thì đưa các đại biểu nhiệt liệt tán tụng khi ông này chỉ trích rằng Tổng thống Biden đã quá già để đảm đương sứ mệnh Tổng thống. Các diễn giả của Đảng Cộng hòa đưa ra nhiều phần phát biểu tập trung vào luật pháp và an ninh, trong đó nhấn mạnh đến những chính sách biên giới phía nam do chính quyền của Tổng thống Biden thực thi là nguy hiểm cho an ninh đất nước. Kerry Lake và Bernie Moreno đang chạy đua vào thượng viện của Arizona và Ohio, và các thượng nghị sĩ như là Ted Cruz của Texas, Tom Cotton của Arkansas đều gọi làn sóng di dân là một cuộc xâm lược. Một cuộc thăm dò cho thấy có tới 80% người dân tại Hoa Kỳ lo sợ là nước Mỹ đang bị rơi vào cảnh hỗn loạn. Người Mỹ lo ngại tình hình đất nước đang vượt khỏi tầm kiểm soát sau vụ ám sát hụt ông Donald Trump, với sự lo ngại ngày càng gia tăng là cuộc bầu cử vào ngày 5 tây tháng 11 tới đây có thể sẽ gây ra nhiều bạo lực về chính trị hơn. Một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters mới đây cho thấy, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump đang dẫn trước một chút trong số cử tri đã ghi tên bầu cử so với tổng thống thuộc đảng Dân Chủ là ông Joe Biden. 80% các cử tri, bao gồm cả những người thuộc đảng Dân Chủ và đảng Cộng hòa cho biết rằng họ đồng ý với nhận định đó là tình hình nước Mỹ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuộc thăm dò nói trên được thực hiện trên Internet với 1.202 người trưởng thành được hỏi trên toàn nước Mỹ, trong đó có 992 cử tri đã ghi danh đi bầu. Có khoảng 84% số cử tri trong cuộc thăm dò cho biết rằng họ lo ngại những kẻ cực đoan sẽ thực hiện các hành vi bạo lực sau cuộc bầu cử, tức là tăng thêm so với kết quả cuộc thăm dò của hãng tin Reuters thực hiện vào tháng 5 vừa có cho thấy 74% số cử tri có nỗi sợ hãi như vậy nỗi lo sợ về bạo lực chính trị trở nên rõ ràng hơn sau khi hàng ngàn người ủng hộ trong Donald Trump tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nhằm lật ngược kết thất bại trong cuộc bầu cử của ông Trump trước ông Joe Biden. Cảnh sát bắn chết một người vung dao ở ngay gần đại hội của Đảng Cộng Hòa. Theo tờ The Guardian, người bị cảnh sát bắn là một người đàn ông vô gia cư, cảnh sát đã nổ súng thuộc về lực lượng đến từ Columbus của Ohio, được tăng cường đến tiểu bang Wisconsin để phục vụ cho công việc an ninh cho Đại hội Đảng Cộng Hòa, cùng với khoảng 4.000 cảnh sát từ các tiểu bang và thành phố khác. Theo The New York Times, trong lúc tuần tra ở khu vực gần đường North số 14 và đường West Village của Milwaukee, các danh giới an ninh của Đại hội Cộng Hòa khoảng chừng một dặm, họ đã thấy người đàn ông này vung dao. Khi người đàn ông này quay về phía cảnh sát thì họ đã nổ súng không có cảnh sát nào bị thương trong vụ việc. Các biện pháp an ninh cho Đại hội Đảng Cộng Hòa đã được chú ý kể từ khi ông Donald Trump bị ám sát hụt ở Pennsylvania. Tuy nhiên, có một số luồng ý kiến cho rằng vụ nổ súng mới nhất của cảnh sát là một phản ứng quá mức. Cũng có người nêu ý kiến là khoảng cách một dặm so với ranh giới an ninh thì vẫn còn quá xa. Một vị mục sư tại Hoa Kỳ gây sốt khi bắt chước những dáng điệu của ông Donald Trump mục sư Rome được các vị đại biểu và cả ông Trump tán thưởng khi vị mục sư này bắt chước dáng vẻ của cựu tổng thống Donald Trump tại đại hội của đảng Cộng hòa. Vị mục sư này có tên là James A. Rome đến từ tiểu bang Wisconsin đã phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Milwaukee như sau: Tôi thật vinh dự khi được đứng ở đây. Tôi thật vui khi thấy cựu tổng thống Donald Trump vẫn bình an các đại biểu tại hội trường đã vỗ tay hưởng ứng trong khi ông trump cười tươi vui vẻ nói cảm ơn mục sư rome sau đó bắt chước những dáng vẻ và biểu cảm của ông trump tiếp tục nói rằng ông trump sẽ nhận được rất nhiều ơn phước lành sau đó vị mục sư này đã đọc lời cầu nguyện để kết thúc đêm đầu tiên của đại hội khoảnh khắc hài hước được chia sẻ rất mạnh trên các trang mạng xã hội Đoạn video trên chương mục TikTok của đài ABC đã thu hút tới 1 triệu 500 ngàn người vào xem và hơn 148 ngàn người cho biết là họ rất thích về điều này. Hơn 100 nhà hàng ở Houston ngán ngầm bởi vì khúc điện và họ khởi kiện Center Point Công ty luật Bursby Law Firm, đại diện cho các nhà hàng ở tại thành phố Houston, đã đệ đơn kiện tập thể để chống lại công ty dịch vụ điện lực mang tên là Centerpoint Energy. Tính cho đến ngày 17 tháng 7, thì đã có hơn 100 nhà hàng tham gia vào vụ kiện này, theo tờ Houston Chronicle đưa tin. Luật sư Tony Bursby đưa ra một tuyên bố nói rằng vụ kiện tố cáo Centerpoint có hành vi cầu thả và vi phạm luật pháp. Tất cả các nhà hàng để đơn kiện đều bị cúp điện ở trong bão Belo. Vụ kiện chỉ ra rằng Centerpoint không cải tiến hạ tầng cơ sở trong nhiều năm qua, không bảo trì và tân trang thiết bị cũng như là đào tạo đầy đủ nguồn nhân lực cùng với nhiều vấn đề khác. Hơn nữa, hãng luật Bursby khẳng định Centerpoint còn độc quyền khi không cho phép cư dân được quyền chọn nhà cung cấp năng lượng. Bersby nói rằng các nhà hàng khởi kiện không phải vì tiền mà là để buộc Sandpoint phải chịu trách nhiệm trước tòa vì không tuân thủ hệ thống hành chính, lập pháp và hành pháp. Các nhà hàng ở tại Houston bị ảnh hưởng trầm trọng vì tình trạng cúp điện do cơn bão Beryl gây ra. Nhiều nơi phải đóng cửa trong nhiều ngày liền và đã dẫn đến thiệt hại đến hàng chục ngàn Mỹ Kim.